Hello, lại là Thịnh Bến Tre đây anh em mình ơi. Mới sáng 8 rưỡi sáng là em mới vừa ngủ dậy là em đi mua được chiếc xe đẹp quá trời. Đây là Hyundai Accent bản đủ 2019. Mẫu này mẫu mới rồi. Nút đề ABS, gương kính chỉnh điện, gập gương. Dòng này động cơ này siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị nha. Thì bên em có số sàn nè, bên em có số tự động của Accent nè. Anh em có thể lựa. Hai xe đều là lướt hết luôn. Khá lướt chứ không phải là lướt nha anh chị, khá lướt. Chạy mới có vài chục ngàn cây thôi. Nói chung là zin toàn tập đó. Nguyên bản, nguyên zin đó. Em này nói chung là ghế nỉ zin còn nguyên luôn. 4 mâm đúc thắng đĩa ABS nha. Và đang để cho anh chị mình hơn 300 đó. Quá trời đẹp luôn anh chị ơi. Rất là nhiều xe sedan đời mới, đời cao, đời hấp gì đó. Quá trời đâu mới về, quá trời anh chị tha hồ. Anh chị mình lựa chọn lái thử, chạy thử tại Thịnh Bến Tre, nơi giao lưu, trao đổi mua bán với bà con. Đó, 0834 33 3371, 0866 6789 71. Đó, anh em thấy xe em đi đã không? Những ngầu ngầu quá. Giờ sách đi uống cà phê anh em. Sáng giờ đi mua được xe rồi. Giờ mình đi nhông nhông tí xíu rồi về nhà. Để cho anh em nhà rửa cái giờ quay. Đó, thì anh em nào có xe bán thì cứ liên hệ cho em qua số 0564 717171 nha. Cảm ơn chị em mình nhiều.